Chào mừng các bạn quay lại với tiết học tập làm văn ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu tiết học, cô cần các bạn chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt tập 2. Để có thể kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật các bạn đã được xem, cô cần các bạn nắm cho cô các gợi ý sau. Đầu tiên, các bạn phải giới thiệu đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì? Kịch, ca nhạc, múa hay xiếc? Buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu? Khi nào? Em cùng xem với những ai? Buổi diễn có những tiết mục nào? Em thích tiết mục nào nhất? Và hãy nói cụ thể về tiết mục ấy. Ở trường chúng ta, có một bạn đã gửi cho cô về đoạn văn mà bạn ấy viết. Bạn ấy đã kể lại về ngày kỷ niệm 20 tháng 11 ở trường chúng ta đấy. Bây giờ, cô và các bạn hãy cùng nhau đọc bài của bạn ấy nhé. Trong tháng 3 vừa rồi, chúng ta có ngày gì? Có bạn nào nhớ không? À, là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Để ghi nhớ công ơn các vua Hùng đã có công dựng nước, người dân Việt Nam đã lấy ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch để nhắc nhở con cháu nhớ ơn các vua Hùng. Cho nên, cứ đến ngày này, thì các bạn học sinh sẽ cùng nhau diễn lại một vở kịch để nhớ ơn các vị vua Hùng đấy các bạn ạ. Các bạn có biết đây là loại hình nghệ thuật nào không? Đây là nghệ thuật múa rối nước, thường được tổ chức vào các ngày lễ, ngày hội hay ngày Tết ở các tỉnh Bắc Bộ. Các đạo diễn sẽ dựng lại các hoạt động lịch sử hay những câu chuyện dân gian, cổ tích cho mọi người cùng thưởng thức. Rất đặc biệt đúng không các bạn? Đây là các cô chú bộ đội đang cùng nhau diễn một buổi xiếc. Và đây là các bạn học sinh và cô giáo đang biểu diễn một tiết mục văn nghệ để kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11 diễn ra tại sân trường em thật là vui và đầy ý nghĩa. Sáng hôm ấy, chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 diễn ra trên sân trường em. Mới 7 giờ sáng mà rất đông người có mặt ở đây để thưởng thức với những lời chúc mừng và tri ân thầy cô với tất cả học sinh toàn trường. Với những tiết mục văn nghệ của các anh chị và các bạn trong khối lớp. Tiết mục hay nhất là tiết mục của các em học sinh khối 1 biểu diễn. Nhận được những tràng pháo tay cổ vũ rất nhiệt tình vì các em nhỏ nhưng đã thể hiện rất tốt. Những động tác nhảy hòa quyện với những động tác múa của toay rất uyển chuyển. Nhìn các em múa và hát như một diễn viên múa thực thụ. Tiết mục của khối lớp 3 chúng em cũng được đánh giá rất cao. Buổi biểu diễn kết thúc, nhưng tất cả chúng em ai cũng muốn được xem mãi. Bởi đây là một buổi biểu diễn văn nghệ rất hay và ghi dấu ấn mãi trong em. Bạn nào có bài muốn chia sẻ thì hãy gửi đến cho cô và các bạn cùng đọc nhé. Vậy là chúng ta đã biết kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật rồi đấy. Để biết hôm nay chúng ta tìm hiểu bài gì, cô và các bạn cùng qua bài Nghe, kể, người bán quạt may mắn. Yêu cầu của bài ngày hôm nay là nghe và kể lại câu chuyện người bán quạt may mắn. Hôm nay các bạn phải nghe và có thể kể lại câu chuyện. Và câu chuyện ấy tên là Người bán quạt may mắn. Vậy, quạt ở đây là quạt như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Cô có bức tranh sau. Các bạn thấy đó, trong tranh có hai nhân vật và những chiếc quạt. Những chiếc quạt này không phải quạt điện như ở nhà chúng ta đâu các bạn ạ. À. Là những chiếc quạt giấy đấy. Trong câu chuyện ngày hôm nay có nhắc đến một nhân vật.
Nhân vật đó tên là Vương Hi Chi. Vậy bạn nào biết Vương Hi Chi là ai không nào? Trên đây, cô có một bài thơ chữ Hán và hình ảnh một chiếc quạt giấy. Vương Hi Chi là một danh nhân Trung Quốc thời xưa. Không biết ông có liên quan gì đến bài thơ chữ Hán và chiếc quạt giấy ở trên nhỉ? Ngay bây giờ, các bạn hãy nghe kể câu chuyện này nhé. Người bán quạt may mắn. Ngày xưa, ở Trung Quốc, có ông Vương Hi Chi rất nổi tiếng là người viết chữ đẹp. Ông Vương Hi Chi là một nhà thư pháp nổi tiếng của Trung Quốc. Ông thường đi du ngoạn khắp nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên. Ai ai ở Trung Quốc cũng đều rất yêu thích và ngưỡng mộ chữ viết của ông. Trong một lần đi du ngoạn nọ, khi ông đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, thì gặp bà cụ bán quạt cũng nghỉ mệt dưới gốc cây ấy. Thấy ông, bà lão phàn nàn. Sao hôm nay quạt của tôi bán ế quá? Chắc chiều nay cả nhà tôi sẽ phải nhịn đói mất. Nói xong, bà lão ngồi tựa vào gốc cây, rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc bà lão ngủ, ông Vương Hi Chi bèn lấy bút mực ra, viết chữ, viết thơ lên những chiếc quạt. Trên những chiếc quạt ấy là những nét chữ rất đẹp. Đó là những nét chữ thư pháp và những lời thơ rất hay mà ông được học tập khi đi du ngoạn khắp nơi. Khi tỉnh dậy, bà nhìn thấy gánh quạt của mình bị viết chữ lem nhem. Bà rất tức giận và bắt đền ông. Ông chỉ mỉm cười không nói gì, rồi lẳng lặng bỏ đi. Không lâu sau, khách đi đường đi ngang qua, cầm quạt lên xem, rồi mua ngay. Người này, mách người kia, bà con kéo đến chen nhau mà mua hết quạt của bà lão. Có người nhìn thấy nét chữ, lời thơ của ông trên quạt, còn hỏi bà lão mua thêm quạt đến giá ngàn vàng, vì họ quý nét chữ và thơ của ông ấy. Bà lão ngày hôm ấy rất vui, và trong đầu cũng rất có nhiều suy nghĩ. Trên đường về nhà, bà lão thầm nghĩ, có thần tiên nào đó nhìn thấy bà nghèo khó tội nghiệp, nên đã giúp bà bán hết quạt. Và nghĩ mình là người bán quạt may mắn. Các bạn thấy câu chuyện có hay và ý nghĩa không nào? Vừa rồi các bạn đã được nghe cô kể, và để các bạn có thể kể tốt câu chuyện ngày hôm nay, cô cần các bạn nắm được các gợi ý sau. 1. Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn về chuyện gì? 2. Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì? 3. Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt? Bây giờ, cô sẽ kể lại câu chuyện. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé! Ngày xưa ở Trung Quốc, có ông Vương Hi Chi nổi tiếng là người viết chữ đẹp. Một hôm nọ, khi ông đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, thì gặp bà cụ bán quạt cũng nghỉ mệt dưới gốc cây ấy. Thấy ông, bà lão phàn nàn. Sao hôm nay quạt của tôi bán ế quá? Chắc chiều nay cả nhà tôi sẽ phải nhịn đói mất. Nói xong, bà lão ngồi tựa vào gốc cây rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc bà lão ngủ,
Ông Vương Hi Chi bèn lấy bút mực ra, viết chữ, viết thơ lên những chiếc quạt. Khi tỉnh dậy, bà nhìn thấy cánh quạt của mình bị viết chữ lem nhem. Bà bắt đền ông. Ông chỉ mỉm cười không nói gì, rồi lẳng lặng bỏ đi. Không lâu sau, khách đi đường đi ngang qua, cầm quạt lên xem, rồi mua ngay. Người này, mách người kia, bà con kéo đến chen nhau mà mua hết quạt của bà lão. Có người nhìn thấy nét chữ, lời thơ của ông trên quạt, còn hỏi bà lão mua thêm quạt đến giá ngàn vàng, vì họ quý nét chữ và thơ của ông ấy. Trên đường về nhà, bà lão thầm nghĩ, có thần tiên nào đó nhìn thấy bà nghèo khó tội nghiệp, nên đã giúp bà bán hết quạt, và nghĩ mình là người bán quạt may mắn. Bây giờ, các bạn hãy cùng cô trao đổi câu chuyện nội dung ngày hôm nay nhé. Bạn nào cho cô biết bà lão bán quạt gặp ai và buồn rầu vì điều gì? Các bạn có 5 giây để suy nghĩ. À, bà lão bán quạt đến bên gốc cây nghỉ thì ông gặp Vương Hi Chi và phàn nàn quạt bán ế ẩm, nên chiều hôm nay cả nhà chắc phải nhịn đói. Vậy thì khi đó ông Vương Hi Chi đã làm gì nào các bạn? Trong lúc bà lão ngủ, ông Vương Hi Chi bèn lấy bút mực ra, viết chữ, viết thơ lên những chiếc quạt. Cô có câu hỏi số 3. Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt của bà lão để làm gì? Các bạn cũng sẽ có 5 giây suy nghĩ. Ông viết chữ vào những chiếc quạt vì ông tin rằng bằng cách ấy sẽ giúp bà lão bán hết quạt. Vương Hi Chi thật là một người nhân hậu và tốt bụng đúng không các bạn? Vậy thì vì sao mọi người đua nhau mua hết quạt còn ế của bà lão? Vì mọi người nhận ra nét chữ lời thơ của ông Vương Hi Chi, chữ ông đẹp nổi tiếng, nên mọi người mua quạt như một tác phẩm nghệ thuật vậy đó các bạn ạ. Bà lão nghĩ thế nào trên đường về? Có bạn trả lời cho cô biết rằng có thần tiên nào đó nhìn thấy bà nghèo khó tội nghiệp nên đã giúp bà bán hết quạt, và bà nghĩ mình là người bán quạt may mắn nhất ngày hôm đó. Sau khi tìm hiểu nội dung câu chuyện, các bạn hãy nhớ và kể lại thật hay câu chuyện ấy nhé. Có kể được không nào? Cô tin chắc rằng các bạn ở trường mình đều sẽ kể chuyện rất là hay. Vậy qua câu chuyện này, em biết được gì về ông Vương Hi Chi? À đúng rồi đấy, Vương Hi Chi là một người có tài và nhân hậu, biết cách giúp đỡ người nghèo khổ. Vậy thì em biết nghệ thuật gì nữa thông qua câu chuyện ngày hôm nay? Có một bạn rằng
Đó là nghệ thuật viết chữ thư pháp. Đúng rồi đấy các bạn ạ. Nghệ thuật viết chữ thư pháp không chỉ có ở Trung Quốc đâu các bạn. Ở Việt Nam ta từ thời xa xưa đến nay vẫn có truyền thống viết chữ thư pháp để treo trong nhà cho vào dịp lễ Tết đó các bạn. Trong hình là một ông lão đang viết thư pháp và dân gian ta thường gọi ông là ông đồ đấy các bạn. Cô có các hình ảnh sau, bây giờ các bạn quan sát nhé. Những tranh thư pháp này đều được viết bằng tay và nội dung của những bức tranh là những câu ca dao, tục ngữ và châm ngôn sống đó các bạn. Còn đây là hình ảnh ông đồ đang cùng các bạn nhỏ viết thư pháp. Ở đây cũng có một ông đồ. Vậy sau câu chuyện, em nhận thấy Vương Y Chi là người như thế nào? Các bạn có 5 giây để suy nghĩ. Đã hết thời gian rồi. Cô có câu trả lời như sau. Sau câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng Vương Hy Chi là người có tài, nhân hậu, biết cách giúp đỡ người nghèo khổ. Qua câu chuyện ngày hôm nay, cô mong rằng các bạn sẽ học tập được gương của ông Vương Hy Chi, không chỉ là người có tài, học giỏi, biết chữ đẹp, mà còn là một người nhân hậu, tốt bụng, biết cách giúp đỡ người nghèo khổ. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các bạn đã tham gia tiết học ngày hôm nay.